làm món cho tôm hùm này các bạn. Cái đầu bếp không? Bếp xịn đó. Mướn Việt Nam quá. Quá hấp dẫn luôn. Đó, đây là thành quả hôm nay anh em đi bắt được nhiêu nè các bạn. Đó. Cũng rất là nhiều chứ không phải là ít đâu, nên đâm ra là đủ để mình ăn rồi. Hôm nay nhà mình cũng dăm kiệu lại các bạn, đợt rồi cũng mới thu hoạch nè, bây giờ dăm kiệu để cha lăng dăm kiệu lại. Này là kiệu nè. Đó. Cái mùa kiệu này nó sống rất là mạnh nha các bạn. Ở bên đây mùa tới mùa đông cũng vậy. Mặc dù tuyết thì tuyết nhưng mà nó vẫn không chết. Lá nó chỉ sụp xuống thôi, nhưng mà khi mà trời ấm là nó mọc lại rất là mạnh. Đó. Chứ không phải như mấy loại cây kia là nó rụng lá hoặc là nó chết hết đâu. Đây, cây này là cây... Tôi không cho nó cây gì quên mất tiêu rồi. Cái gì... Cái bông gì... Bông gì quên mất tiêu rồi. Nhưng mà nó dạng cũ. Đó, artichoke cũ. Artichoke cũ, đúng rồi. Artichoke cũ, nó cái đó hầm thịt đồ ngon lắm các bạn, mà ăn nó mát nữa. Đây nè, lên què quặt luôn các bạn, chuẩn bị lấy đang vô thu rồi đó. Đây nè, cây cũng cây artichoke cũ nè, ở nhà mình trồng được mớ, giả chiết ra được mớ đó. Kiệu thì năm nay nhà thì cũng trồng nhiều hơn năm rồi xíu, tại năm nay năm rồi mình trồng á. Rồi mình thu hoạch cái bắt đầu cái mình làm sạch sẽ lại. Xong cái mình chia sẻ lại cho mấy bà con cô bác ở bên đây nè các bạn. Để mà mình làm kiểu nhà mà không quá chất. Rồi ai ăn cũng khen ngon hết, chứ giờ lại kiểu nhà mình làm là để là cả năm trời luôn. Mới thu hoạch cả năm luôn nên năm ra củ rất là to nha các bạn. Mà nó khi mà củ lúc đó là nó già rồi, năm ra là nó chắc lắm. Ăn nó giòn lắm đó. Nên năm ra ai vì thế ai ăn cũng khen hết trơn á. Thôi hành nè. Đó, bạn thấy không? Hành nè. Đó. Thì bên đây thì chỉ trồng đơn giản như vậy thôi, giống như để ăn những món ăn đơn giản của Việt Nam mình, giống như nhớ về quê hương vậy các bạn. Đó, kiểu nè. Kiểu đó. Cây nhà đam nè, nhà đam này cũng lớn lớn rồi ha. Đó. Cái này giống xà lách son người ta phải không? Cái gao nhỏ nhỏ này giống xà lách son ha. Hình như xà lách son này, đúng rồi. Đó, mọc xen kẽ với kiệu luôn các bạn. Đó, bây giờ bắt đầu mình chế biến thêm dĩa thứ hai, dĩa đầu tiên này các bạn. Chưa, nhìn hấp dẫn chưa? Cái này là phân nửa gỗ thôi. Đó, bây giờ đang bỏ bơ này, trong đây nó cũng có mặn mặn nhẹ rồi. Nên ra mình chỉ cần bỏ bơ rồi tỏi rồi dầu hào vô thôi. Tỏi cho nó thơm, bơ cho nó dặm, thuốc vị cái miếng nhẹ. Đó. Nhìn đầu bếp này rất là chuyên nghiệp không? Đầu bếp này từ Việt Nam đi qua đó nha. Mà thường thường á, nó nói đàn ông biết nấu nướng gì á, nhậu cũng dữ á, nhưng mà sao bạn này nhậu ít đó. Ăn nhiều. Ăn nhiều không? Đó. Làm cho bơ cho nó tan ra, xong rồi một bát nữa mình bỏ con raw fish vô thôi. Ủa, tỏi chẳng lẽ phải sao nó thơm thơm lên xíu chứ. Đang thơm nè, đang cháy lên nè. Mình phải xé cho nó thơm xíu rồi mới bỏ này. Bỏ dây, bỏ bơ vô. Không có khét ra, không có khét gì, không có bơ khét ra. Mình hấp dẫn quá các bạn ha. Thấy nó lần cho nó thơm lắm. Chỉ cần cho nó thơm rồi mình bỏ raw fish vô thôi. Đó, nhà mình hay nấu ở ngoài như nè, mấy cái đồ mà nướng đồ mà vậy có cái mùi á, là mình nấu ở ngoài để nó khỏi bám ở trong nhà, tại bên đây khí hậu nó lạnh.
nó bám trong nhà là nó bị hôi hoài luôn các bạn. Mặc dù ở trong đó là tưởng khi mình nấu vẫn có quạt hút chứ, nhưng mà nó vẫn hôi. Vì thế thì mình đem ra phía ngoài sau này á, để mình nấu cho nó không dính mùi. Thôi hôi mấy cây này nè, tao đứng đứng cái trái á, nó rụng trúng cái đầu tao đau không chứ. Trái nó cứng ghê luôn á. Đó, xíu đường vô. Hôm đó đang đứng đứng mà nghe cái cốc trên đầu cái trời muốn xỉu luôn. Đó, để xíu đường vô cho cân cân cái vị là đừng bị mặn quá. Tại trong cái bơ nó cũng có vị mặn đấy các bạn. Đó, bỏ dầu hào vô. Nếu đúng ra của nó là nếu ở ngoài thì người ta chế biến người ta có bỏ nấm. Đúng rồi. Rồi bắp. Đó, người ta chế biến cái thêm thôi để cho nó tăng cái gia vị lên thôi. Nhưng mà mình do là sáng mình đi ngẫu nhiên, mấy anh em đi hứng đi thì thế là không có chuẩn bị mấy cái đó. Đó, bỏ nó vô. Xào cho nó bắt đầu đỏ với mà đổi màu như bên đây này các bạn. Đó, những bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Đó, đổi màu như bên đây thôi là nó chín rồi. Nó chuyển qua cái màu đỏ gạch đó. Nhìn thấy đã quá ha. Nhưng mà xa xôi ra sáng cũng nhiều á, nếu mà số lượng này chắc hơn trăm con có à. Hơn trăm con có à. Chứ không phải ít đâu. Giờ này bên đây chứ mình không có bắt bằng lòng. Thì mình bắt bằng tay không á. Bắt bằng tay không mà nó vậy đó. Mà trong cái đó nghịch mùa đó ha. Nghịch mùa đó mà nó còn vậy đó. Chứ vô mùa nó đúng mùa nó là bắt nhiều lắm các bạn, bắt một thùng bê không bắt là chứa không hết luôn á. Nhưng mà nói chung cũng tùy vùng á, cái vùng nhiều con nó đâu có chạy thịt đâu có chắc ha. Đúng rồi. Ừ. Mới cái nhất là cái chỗ mà thường thường mà suối á, nó cái vỏ nó đỏ eo mà. À. Là mấy con nó mận ra nó sắp sạp cái vỏ không mà. Ừ. Con này chỗ này thì nó bự hơn, nó cũng suối nhưng mà con này chỗ này nó bự hơn. Ừ, bự hơn nhưng mà nó không biết. Thấy thì mình sáng mình sờ á mình thấy nó cũng cứng á, nó đâu có mềm đâu ha. Còn mấy con mà vỏ nó đỏ ao nó đỏ giống như mình làm chín vậy đó. À. Nó đỏ mà giống dạ băng mà nó tức là ý bà em mình nói là nó đỏ mà giống như vậy luôn nè, là cầm lên là thịt ấy cái da cái vỏ nó mềm, thịt nó không có chắc. Còn sáng mình bắt đây là con này nó chắc, con nào nó chắc nịch luôn, nó chắc hơn con này nó chắc. À, sáng nó kẹp đau muốn chết luôn mà kêu thằng Khải á, nó bỏ cái vỏ vợt xuống đặng nó gỡ cho mình, nó cứ đứng sân sân ngoài làm kẹp ngồi đau muốn chết, rồi thêm dính đi một ngón bên kia. Thiệt tình nó luôn. Để ngồi mình thử cái con này coi nó có chắc cho. Để lát nữa mình biết liền à. Rồi gớt đen con nè. Rửa lại. Rửa lại gớt nó bò. Gớt cả hai con nó bò ngoài luôn, không hay luôn. Công nhận nó bò nhanh thiệt chứ. Giờ này bên đây cũng sắp tối các bạn. 7 giờ mấy tối rồi. Đó. Tại vì đi về cũng mệt á. Rồi xong rồi anh em nghỉ ngơi xíu rồi bắt đầu mới sơ chế nó. Trời ơi, tôm này các bạn, hết hồn chưa? Quá trời luôn. Đó. Đây là lần đầu tiên nhóm tụi mình đi bắt fish. Tại vì đó giờ mình thường thường đi mua ăn thôi mà. Nhưng mà hôm nay ba anh em trải nghiệm đi bắt về vui chơi. Đó, rồi đây cũng là lần đầu tiên mình chế biến luôn nha. Đó, còn chuyện ngon dở tính sao? Đó, nhưng mà nó có bơ vô là nó với nó mặn mặn là ăn nó vậy à, lại cái loại này nó vậy đó. Chắc mình phải ăn vậy thôi. Cái loại này ăn rồi, mình ăn cũng vậy thôi. Nếu cần muốn cay cay thì bỏ sa tế vô. Ừ. Kiểu cho nó cay cay á, có bột ớt á, bỏ cho nó cay cay vô, dễ ăn hơn. Nhìn chưa gì mình thấy mình chảy nước miếng luôn các bạn, thấy thèm. Thấy nhìn hấp dẫn phải không? Đỏ ao luôn. Mà đúng là cái màu lên đẹp quá ha. Màu này quá trời đẹp. Kinh khủng. Thì cái con mà bắt ngoài suối bên cái cánh mà đi về hướng Tây La Múc là bắt sẵn là đỏ màu vậy luôn. À là mà nhưng mà nó bị dợp đúng không? Nó dợp. Ừ. Cầm lên là nó nhẹ tay à. Nó nhẹ lắm. Còn con này sáng mình lên nó nặng mà. Con này nó bự nó nặng. Ừ. Mà cái màu nó hơi còn hơi trắng trắng. Ừ. Còn cái con mà nó dạng nó thiếu mồi cái vỏ nó đỏ ao giống như nó canxi, thiếu canxi gì đó.
Chứ nhiều khi nó ngay cái mùa mà nó lột thì sao á, hoặc là chỗ dùng đó thức ăn nó ít thì sao nó ốm yếu. Giống như mấy con cua, nhớ không, mấy con cua có đợt á, hiểu lý do sao nó kiếp sức càng nó vô, nhưng nó giống như nó vô cái đợt là nó lột quá. Có đợt mình cầm lên nó co càng lại không, mà đợt rồi tụi mình đi bắt sò dương ấy không, trời ơi, vừa mới gờ tới cái là nó đưa càng ra, vừa mới đưa tới đưa càng ra, nó co càng lý do cái mùa nó mùa lạnh. Mùa lạnh thì con cua nó hoạt động lại, bởi nó thấy nó hiền thì bởi vậy, mà tới mùa ấm lại bắt đầu con cua nó săn mồi được. Nó giữ lại, nó giữ lại, bởi vậy đợt nó đưa kẹp phải rồi. Đưa tới nó kẹp không. Ở bên đây thì tới mùa nào là bà con cô bác đồ là hay đi trải nghiệm để theo cái mùa đó cho nó giống như vừa giải trí rồi bắt về ăn luôn. Chứ thực sự mấy cái món này ở ngoài nó bán cũng nhiều lắm các bạn, nó cũng không quá mắc đâu ha. Đúng, mình cũng không quá mắc cũng do để đi bắt cho trải nghiệm cuộc sống rồi cho nó thoải mái thôi. Cái này lúc mà đầu mùa bà con đi bắt nhiều lắm. Đúng rồi, bắt phải nói là tính thùng bê cũng á, tính thùng bê nhiều lắm. Chứ đâu ai mà bắt bọc bọc như mình. Mình là dạng bắt vui thôi, bắt hôm nay là bắt dạng vui trải nghiệm vui chơi thôi. Nhưng mà như vậy mà nó còn nhiều như vậy nè, bắt cả sáng thì đã có mấy tiếng hồ đâu. Đi vòng vừa đi mình vừa giỡn này nọ thôi mà nó còn mày như nói vậy. Là phải nói tiếng là không phải đi bắt mà đi lượm. Đi lượm. Đi lượm đúng rồi. Đi lượm. Đó, nói đúng là đi lượm raw fish. Nó vậy này, bên đây tối, sụp tối rồi. Lúc trước á thì bên đây khoảng 9 giờ, khoảng mấy tháng trước á là 9 giờ là bắt đầu nó mới tối như vậy các bạn. Còn bây giờ bữa nay là mới 7 giờ mấy thôi. Này chắc lát mà mình ăn xong mình uống với bia chắc con ha. Trời ơi, này uống với bia là khỏi nói rồi. Thật thà biết nhiêu, nhưng mà vấn đề ở đây là cứ mặn mặn uống với bia đã ngon. Nhưng mà nhìn thấy nó hấp dẫn đúng không? Thì bây giờ không biết ngon dở, mình trước mắt thấy nó ngon rồi đó. Ngon không, nhìn màu thiệt tuyệt vời thiệt. Nó nhiều lắm các bạn, này thấy không? Bên đây một chảo nè. Rồi thêm bên đây một dĩa nè, các bạn thấy chưa? Nhiều lắm á cái này. Mình nghe thằng bạn nói mọi người bắt 100 con nó vậy đó, mình nghe nói là cái nó cho phép bắt mỗi người 100 con á, nhưng mà thấy người Việt Nam thì bắt thì tính thùng bê, mình đâu nghĩ là 100 con. Ừ đúng rồi. Mà cái con này thường thường là ta khuyến khích cho bắt, tại con này nó đào phá, nó phá dữ lắm. Phá. Bởi mình nghĩ chắc bạn mà nó nói vậy thôi, chứ thực sự con này chắc bắt thoải mái chứ đâu có quy định 100 con. Ừ, chứ đâu nghe nói bắt raw fish 100 con đâu ta. Nghe người ta đi bắt, người ta bắt tính thùng bê không mà. Nó bắt nguyên thùng đem về, chứ đâu ai nói là bắt raw fish này mỗi người 100 con đâu. Đúng rồi. Chỉ có đi bắt biển này kia nọ thì người ta có quy định là tầm khoảng 2 con, mà có loài kia 15 con thôi. Đúng rồi, tại mấy cái loại kia thì nó quý, nó cần bảo tồn. Còn loại này nó sinh sản quá mức. Cái cua vậy đó, nó cũng quy định đó, nó bắt cua đực mà phải đủ size, mà mỗi người thì chỉ được 12 con thôi. Ừ. Mình thì mà thông tin mình chưa có xác thực lắm, nhưng mà nghe bạn Khải nói như vậy đó chắc lẽ nhiều khi nó cũng có coi thông tin á, nhưng mà không biết không biết làm sao thôi. Tại nào giờ mình cũng chưa thì đây là lần đầu tiên mình đi bắt mà, nên mình đâu có, mình hồi đó giờ mình không quan tâm, chứ anh em chỉ có đi bắt này bắt cái nọ, câu này câu nọ thôi, chứ chưa có đi bắt raw fish đó. Mà nó giờ nếu mà nó cho người 100 con thì cũng nhiều lắm. Ba người được 300 con nữa, mà hai cái dĩa mà gộp lại thì đâu được 300. Sắp tới đây tới mùa nè, anh em cũng dự trù đi lên núi rồi các bạn, để mà hái nấm đồ. Đó. Mà nấm nó ở trên núi là mình phải biết thì mình mới dám hái. Đôi lúc có những loại nấm mà mình không biết á, hái về ăn là không ổn đâu. Nấm nó chắc khoảng tháng mấy, hai tháng mới có, tại vì khi nó rớt mưa xuống á, bắt đầu đất đã mẩm á, nấm nó mới lên. Vô mùa mưa á. Mùa mưa nấm nó mới lên. Mà cái đó phải đi vô rừng á. Vô rừng chứ đi. Nó không có nằm ở ngoài đâu. Không có nằm ngoài. Trời tối các bạn ha, nhanh mới đi rột, nhanh quá. Mới mấy phút mình xuống tối hù rồi. Như khoảng tháng 11 cái gì quên rồi, là nó trời khoảng 5 giờ là nó tối luôn á. Rồi chín chưa? Rồi giờ chín rồi, giờ mình xúc vô dĩa thôi. Rồi đưa ra dĩa, quá hấp dẫn luôn. Rồi đến để phải bỏ một dĩa cay cay, dĩa không cay á, cay nhẹ thôi, ăn cho nó khác vị chứ. Nhìn nói chung hấp dẫn quá, thấy chảy nước miếng quá các bạn. Những món mình tự bắt, mình tự về, mình tự làm á, nhìn nó hấp dẫn lắm. Quá trời không? Dĩ dung luôn á. Dung, nhiều lắm. Quá trời đầy. Dung luôn. Rồi,
quá trời. Chị ăn sao hết? Hai dĩa này ăn bó tay luôn, không dạng hết được. Hai dĩa này là ăn thua luôn, một dĩa là chạy rồi. Rồi, Hoàng Thanh. Nhìn hấp dẫn. À, để mở cửa này vô mới được. Thành quả là về nhà mình chuẩn bị dùng thử nó như thế nào. Ủa sao không khả năng qua nè. Bà Bình là lên trước rồi nha. Rồi mời cả nhà nha. Ủa đi bắt rồi sao không qua không ta? Thì nó không ăn rồi, nó không ăn rồi. Thì nó không ăn mà. Nó không thích con này nó ăn. Nó bắt chơi thôi. Đó. Đó, tình hình coi sao. Mẹ ăn thử coi. Mặn lắm nè. Thì chắc nó không mặn. Nó có chấm. Rồi thử nha. Tại tiệt. Cái con nó còn làm nó còn mặn. Chạy miếng luôn. Ăn mà thịt chắc không? Có thịt. Con của này cho. Ừ, thịt vừa chắc mà. Đây hả? Ừ, đậm bẩn. Ăn nó có thịt chứ. Cái này đáng lẽ bỏ xíu ớt vô. Chịn vui mà. Là nó the ăn dễ ăn hơn. Hồi nãy có ớt cái gì à, ớt xay sẵn kìa. Ớt bột có. Ớt bột kìa. Chú bắt cái gì này cái gì cho nó. Bắp mình đâu có chuẩn bị đâu, đâu có sẵn. Nó cũng cái gì? Bắp hả? Bắp với nấm rồi đó. Trời, cái bắp mình nhà thiếu cha gì? Bắp của. Bắp trái. Ớt hột nhóc kìa. Bắp trái bắp hột. Thôi nó bắp trái còn nó bắp hột. Bắp bột hả? Không có thịt nè, thịt nè. Không, thường thường bỏ trái vô, cầm trái ăn luôn, chứ đâu có ai bỏ hộp. Con này tính gặp hả? Nguyên mới nghe nói bữa nào vợ hai vợ chồng nó đi bắt nữa. À. Không có, cũng có thịt đấy chứ. Thôi, cứ gặp, gặp ngon ghê. Béo á. Nó đi ngon ghê là biết ngon rồi. Thịt ở trong cũng ngon lắm các bạn. Nè, nó nhỏ thôi nhưng mà là thịt. Ủa, nó chanh rồi, để ra hả? Chắc bệnh liệt rồi, tôi đâu biết. Để làm gì? Để vỏ chanh để đây là chút nữa mình cái mình nhận cho mình bỏ thêm cái mình ăn cái vỏ luôn. Không, mình làm dê mẹ ăn vừa ăn. Cái này vừa ăn hả? Vừa. Dễ ăn hơn. Mình mới mốt bỏ ra bán mùi nhậu rồi đấy. Mình làm mùi nhậu rồi được. Nó nấu bỏ nhậu thì nấu cần nó nấu được. Nó nấu mấy cái đồ ấy đó. Tôi thì tôi đâm tỏi cho nó. Nè. Người đâm tỏi người đi nè. Khí thế sao? Luôn nè ha, có bia đồ đàng hoàng. Cô chú Tư, chú Tư ăn. Chú Tư. Mời các bạn nha. Vô. Rồi mời. Cả nhà. Mời cả nhà. Lúc này raw fish. Raw fish. Việt Nam mình gọi là con tôm hùm đất. Tôm hùm đất. Tôm hùm đất. Thì nghe tôm hùm như nó hoành tráng. Cái tôm hùm đâu có chút éo vậy. Con này nó phá đất. Cái này tôm hùm nhưng mà giống nhánh thể trên cành. Cái vỏ này nó đậu mang cái hồn luôn. Ủa, cái này là tôm ngọn. Nè to chứ nè. Có kỳ con nào cả. đi bắt cái hình nhân bắt con, có đâu nha. To quá trời to. Nhân hả? Nhân không được như nhân á. Lâu lắm rồi. Con nó nhỏ nhỏ mà. Từng hai từng sau. Con đi bắt gì nhân con nó không có thật. Ý là con này có thịt nha. Chưa bằng. Thì đi cái con thứ sau đi á, nó đi vô trong cái ruộng á. Trời ơi, nó mốt không á. Đi 3 ngày. Hay yêu. Cái tiền trong ruộng. Đó Cali á, nó vô mấy cái ruộng lúa của ta. Không, phải con lúa này, chính á. Con này bữa nay nó có thịt nè. Có thịt. Ngon. Nè có cái cạn nè thịt nè. Ăn là ăn đi. Nấp nấp ngon không? Không mà nó thịt nhiều con nó bự với bộ nó nhỏ nha. Không, cái vỏ nó cứng ghê nha. Cứng lắm. Ừ, này cái vỏ nó cứng. Cái đầu gạch béo không? Vỏ cứng quá. Đúng không? Rồi theo cái này ngay cái thằng lột đó. Nãy cho Linh với hai vợ chồng nó nói sao? Về ăn liền luôn. Thế thèm á. Thấy ngon. Nó nói trời, bắt cái đậu ở đây mình có nè hả? Để bữa nào nó đi bắt nữa đó. Bữa nào nghỉ hai chồng đi bắt nữa đó. Thằng gốc cái gà quen. Càng cũng bự lắm. Ai cũng ăn quyết liệt hết trơn. Đầu gạch đó mấy bạn. Đây đầu gạch quá trời luôn nè ha. Gạch quá trời quá trời gạch luôn. Gạch mà gạch khối à. Khối. Gạch khối á. Khí thế. Rồi ok, thôi giờ xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nha. Chào. Rồi, bye bye.